Dạ em xem nhà đất mua bán Tiền Giang, xin chào anh chị nha. Hôm nay xem về xã Tân Bình của thị xã Cây Lậy, anh chị Tiền Giang, một mảnh đất vườn có tổng diện tích là 1.700 m². Trước tiên để xem giới thiệu sơ lược gì xung quanh đây cho anh chị mình xem và tham khảo trước nha. Đó, trước cảnh đất mình thì có một cái con kinh này nó thông ra con kinh Nguyễn Văn Tiếp luôn nha anh chị, và bên đó thì cũng có nhà dân người ta ở luôn. Đó. Cái hướng này anh chị đi thông ra đường tỉnh lộ 868, khoảng cách từ ngay vị trí đất mình mà về tới tỉnh lộ 868 tầm khoảng 800 m là tới rồi nha anh chị. Nó còn cái vị trí đất mình tính từ cái mí bên đây mà đi ngang qua là khoảng 20 m². Còn cái chiều sâu của mình là 82 m. Tổng diện tích của đất mình là 1.700 m². Đất mình hai sổ nha anh chị. Mình có một sổ là 1.200 m², là sổ này riêng rồi. Còn sổ bên cái vườn mít bên kia là 500 m². Còn nếu như anh chị nào mua cái mảnh ở bên đây riêng 1.200 m² thì chủ sẽ bán cho mình là 1 tỷ. Còn nếu như anh chị mà mua thêm 500 m² bên đây nữa thì chủ sẽ bán 1 tỷ 4. Nó ở đây có đường dây điện đầu này kia đầy đủ hết luôn rồi nè. Nó nhà dân rồi ủy ban trường học rồi sát bên đó anh chị, trường học sát bên luôn. Nó 20 m² là em đò hạo là tới ngay cổ cái vị trí này, tới ngay vị trí cây mít này nè anh chị. Nó mà dài lên đó đó khoảng 20 m² đó. Còn nếu như là 14 m đây, vị trí 1.200 m² là tới ngay cái mí này là 14 m, chiều sâu vào cũng 82, bên nào cũng chiều sâu 82 m hết. Là cái mảnh này nếu mà anh chị mua riêng là chủ bán 1 tỷ, còn nếu anh chị mua thêm bên đây thì mẹ của anh chủ sẽ bán thêm nửa công nữa, là gom lại hai cái là bán 1 tỷ 4. Còn nếu anh chị mua lẻ nửa công này thì về gặp cô để nói chuyện nha, thêm gì giá cả, chứ nhiều khi bán kèm thì người ta bán đây 400 nửa công. Rồi trước tiên để xem quay về hướng mặt tiền của đất mình. Mặt tiền của đất mình thì xây về hướng tây cho cô chú anh chị nào hợp về phong thủy để tiện tham khảo luôn. Còn nếu như anh chị nào ở thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang mà anh chị về mua cái mảnh này thì anh chị đi lên đây tầm khoảng 40 phút, khoảng cách là chỉ có 30 km. Còn những anh chị ở khu vực Vĩnh Long, Cần Thơ thì xem sẽ lấy điểm là cầu Mỹ Thuận. Từ ngay vị trí cầu Mỹ Thuận mà mình về tới đây thời gian đi là 50 phút, khoảng cách là 37 km. Còn những anh chị nào ở thành phố Hồ Chí Minh, xem sẽ lấy điểm là bến xe miền Tây. Bến xe miền Tây của thành phố Hồ Chí Minh mà mình về tới đây thời gian đi là 1 giờ 33 phút, khoảng cách là 79 km. Nó vừa rồi là em lên cái khoảng cách của Google Maps cho anh chị mình xem. Bây giờ xem sẽ bước vào bên trong để cho anh chị mình xem cho kỹ hơn nữa nha. Để xem nhắc lại cái phần này đi, để nhiều khi từ ngay chỗ vị trí mấy gạo ha, mà đi ngang qua tới ngay phía mấy ngay chỗ cột điện này nè là 14 m, đi sâu vào là 82 m. Là hiện tại chủ này là đang kêu giá là 1 tỷ cho cái mảnh đất này là 1.200 m², nhưng mà mẹ của anh chủ muốn bán thêm là 500 m², là tính từ ngay chỗ mấy cột này đi ngang qua bên đây đó. Mảnh này thửa này thì sổ chung nha anh chị. Thôi cái mảnh này là sổ nếu anh chị mua chủ sẽ cắt ra, còn cái thửa bên đây thì chủ đã có sổ riêng rồi, cắt ra cho mình 500 m² nữa. Nếu anh chị mua hết
là 1.700 m², giá là 1.400 triệu. Đó, đường mình là đường ô tô vào tới nha, do trong đây người ta không có ô tô cho nên mấy cái mì đồ nó hơi dê dê ra nè. Đó, anh chị thấy ha, đây có cái trụ ranh giới nè. Đó, bên đây là vườn mít, còn bên đây là vườn xoài và mai vàng. Còn kế bên đất mình thì một vườn sầu riêng. Nếu anh chị nào thích trồng sầu riêng á thì mảnh này sau này anh chị về trồng sầu riêng cũng vẫn được luôn nha. Xã Tân Bình của thị xã Cai Lậy là dùng nước ngọt quanh năm, không có bị nhiễm phèn nhiễm mặn gì hết, cho nên anh chị trồng sầu riêng thì an tâm. Vì mấy năm về trước ở Tiền Giang thì cũng có bị nhiễm mặn, nhưng mà sau này nhà nước người ta đã làm đập đầu lại hết rồi, tới khi có nước mặn nhà nước người ta đóng cái bẩn xuống là xong, không có mặn vô gì hết. Mà mấy năm gần đây hết mặn rồi nha anh chị, chỉ bị một năm mặn lớn đó. Nếu như anh chị nào quan tâm tới cái thửa đất này thì anh chị có thể liên hệ cho xem theo số điện thoại là 039 545 4645, xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp trực tiếp với anh chủ đất luôn để có thể nói chuyện thêm về giá cả. Chứ mảnh này thì anh không có bớt cho anh chị nhiều, nhưng mà anh nói là anh sẽ bao giấy tờ cho anh chị. Đất mình hiện tại đang còn là đất lúa, nhưng mà khi ra sổ cho anh chị á, anh bao chắc chắn là đất trồng cây lâu năm. Đó, anh sẽ làm giấy tờ cho anh chị luôn. Anh chị nào mà đã thường xem kinh Mua Bán Tiền Giang thì hôm nay xem cũng nói cho anh chị biết, tại trong một thời gian ngắn nữa xem sẽ đổi tên lại thành Nhà Đất Minh Xem Tiền Giang. Rồi cũng mong anh chị cũng theo dõi kinh, cũng ủng hộ bên xem nha. Đây có ao cá nữa nè. Còn những anh chị nào lần đầu ghé xem kinh Mua Bán Tiền Giang thì anh chị cũng nên bấm đăng ký và anh chị nhấn chuông thông báo xem sẽ tìm nhà vườn rồi đất vườn rồi lâu lâu thì đất lúa rồi đất nền quay lên giới thiệu cho anh chị xem. Nếu như anh chị thấy cái mảnh nào mà anh chị phù hợp thì anh chị liên hệ cho xem sẽ dẫn anh chị đến xem đất rồi gặp trực tiếp chủ đất luôn để nói chuyện về giá cả nha. Chứ bên xem giới thiệu đất là chỉ có anh chị về là anh chị sẽ được gặp chính chủ. Giá cả đều do của chủ đưa ra. Em chỉ quay lên giới thiệu thôi. Có những mảnh mà trước đây xem quay giá thì nó đã cao do khi em mới nhận. Rồi sau này thời gian chủ ngợp hơi nhiều, người chủ hạ xuống. Rồi nhiều khi có những kinh YouTube khác người ta quay, người ta đưa lên cái giá nó lại hạ xuống rồi. Cho nên anh chị cũng nên xem giùm em cái thời điểm em đăng và thời điểm của cái người mà người ta mới đăng nha anh chị. Chứ bên em nhận là toàn là giá của chính chủ đưa ra, chứ hoàn toàn không kê giá. Làm ăn thì phải cho nó đàng hoàng, bên em là vậy đó. Đó, đây là mình ra gần tới cuối ganh mình nha. Đây mai nó có tòng nè, xoài nữa nè. Đó ha. Nói chung anh chị mua mảnh này thì bên kia mình cũng được một mặt gào rồi, bên vườn sầu riêng bên kia đó. Anh chị thấy không, vườn sầu riêng bên đó tầm cũng 3 năm tuổi rồi đó. Mà cây tái xum xê luôn. Đó, cây tái mít xum xê luôn nè anh chị ơi. Đây mình có được cây mận nữa nha. Nó cây ganh mình là tới đây nha anh chị. Tới ngay cái mí cột này nè. Mí cây. Còn bên đây là vườn của anh ta.
Đó, tông đất mình thì sạch đẹp, không có màu mã gì hết nha anh chị. Đây sau này mình có cái ao này nè, về các anh chị nuôi cá, thả cá tai tượng, rồi cá, thả cá gì á, cá gì điêu hồng gì đâu cũng được, cá chép nữa. Đây mình có mấy cây xoài, mấy xoài này có thể mùa tới là cho tái được rồi. Rồi nếu anh chị muốn trồng sầu riêng giống như vườn bên đây thì anh chị có thể trồng được luôn. Nó đất bên đó còn thấp hơn đất bên mình nữa, đất mình là cao ráo nha anh chị. Nói chung là đất mình cao ráo sạch đẹp, đường tước đất mình thì rất là rộng luôn. Đừng đan từ ngay vị trí này mà anh chị đi ra ủy ban dân xã Tân Bình tầm khoảng mấy trăm mét là tới à. Và trường học rồi này kia gần luôn. Còn đây thì anh chị cũng đi chợ đó thì cũng sát bên. Nói chung khu này đầy đủ tiện ích nha anh chị. Đó, anh chị thấy ha, đất mình nè. Anh chị mua thêm cái phần bên đây á, thì cô là mẹ của anh chủ đất luôn, bán cho anh chị thêm nửa công là khoảng 1.700 m² á. Tức là 1.700 m², thì chủ coi như mẹ của anh chủ với anh chủ đất này luôn, là mình kêu giá là 1.4 tỷ cho 1.700 m². Nếu như anh chị nào mà mua 1.200 m² thì anh chủ này anh sẽ bán cho anh chị là 1 tỷ. À, còn anh chị mua thêm bên đó là nửa công nữa là 500 m² nữa, cô bán cho anh chị thêm là 400 triệu, tức là 1.4 tỷ nha anh chị. Rồi thôi, đến đây thì xem cũng xin kết thúc video. Nếu anh chị nào thấy phù hợp thì alo cho xem nha. Còn bây giờ thì xem cũng xin chào anh chị và hẹn gặp lại anh chị những video tiếp theo.